và để bắt đầu chương trình thì tôi xin trân trọng uh, kính mời bác sĩ thạc sĩ bác sĩ nguyễn thị thanh huyền phó giám đốc trung tâm của bệnh viện bạch mai trình bày báo cáo chủ đề xử lý cơn hen cấp vai trò của saba và Sama. xin trân trọng kính mời ạ em uh, xin cảm ơn lời giới thiệu của phó giáo sư phan tu phương uh, sau đây em xin bắt đầu luôn với cái bài trình bày của mình trong cái buổi tối ngày hôm nay À, xin các thầy cô và quý vị đồng nghiệp chờ một chút ạ, à, em chia sẻ màn hình đây ạ. À. À, các thầy cô đã nhìn thấy màn hình chưa ạ? Nhìn thấy rồi bác sĩ Huyền ạ. À. Dạ vâng ạ. À nội dung của trình bày của em sẽ không có hai phần chính, thứ nhất nó là đề cập đến cái việc xử trí cơn hen với quản cấp như thế nào và thứ hai là xin đề cập rõ về cái vai trò của liệu pháp kết hợp saba sama trong xử trí hen phế quản cấp. À, thì đề cập đến à, hen phế quản thì chúng ta cũng biết đó là đây là một cái bệnh hô hấp thường gặp và cho tới hiện nay có hơn có khoảng hơn 300 triệu người mắc hen phế quản. Và dự tính đến năm 2025 thì sẽ có khoảng 400 triệu người mắc hen. À, riêng ở Việt Nam thì hen ảnh hưởng đến khoảng 3,9% dân số à, tức là khoảng 4 triệu người mắc hen theo cái thống kê của bộ y tế uh, trong những cái năm gần đây uh, càng ngày thì cái độ lưu hành của hen sẽ càng gia tăng lên đặc biệt là tỷ lệ mắc hen ở trẻ em sẽ gia tăng và cái yếu tố mà cần phải chú ý đến đó là cái tỷ lệ tử vong do hen uh, tương đối là cao có uh, ở trong này đề cập đến tức là cứ khoảng 250 người mắc hen thì sẽ có một người uh, tử vong vì hen tuy nhiên Chúng ta cũng hết sức chú ý đó là trong số những cái bệnh nhân mắc hen thì chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được cái nguy cơ tử vong và cái tỷ lệ mà có thể phòng tránh được tử vong lên tới 85% nếu như chúng ta có ý thức, chúng ta tuân thủ điều trị, chúng ta kiểm soát hen tốt và phòng ngừa các cái cơn cấp tốt. Một trong những cái vấn nạn do hen mang lại đó là cái chi phí y tế liên quan đến cái việc điều trị cho bệnh nhân thì càng ngày càng gia tăng ở các nước phát triển chi phí cho điều trị hen phế quản có thể lên tới 1 đến 2% tổng chi cho y tế tức là chi cho tất cả các bệnh khác nhau. Hiện nay do cái vấn nạn về ô nhiễm môi trường rồi là công việc các hoạt động sản xuất rồi là giao thông dẫn đến cái độ lưu hành của hen phế quản càng ngày càng tăng đặc biệt là ở các nước đang phát triển và chi phí y tế tăng, sẽ tăng cao ở những cái nhóm bệnh nhân mà hen không được kiểm soát, hen nặng, hen khó trị và một điểm lưu ý đó là để uh, giảm chi phí uh, chung cho cái việc điều trị hen phế quản thì chúng ta cần phải chú ý đến cái việc mà dự phòng hen thật tốt và có dự phòng hen tốt thì chúng ta sẽ giảm được cái chi phí cho điều trị những cái trường hợp mà đợt cấp của hen uh, slide này cho chúng ta thấy uh, ở mỹ thì ước tính có khoảng 26 triệu người mắc hen trong một năm. À, có nghĩa là gì? À, cứ khoảng 10 trẻ em trong độ tuổi đi học thì sẽ có một bạn bị mắc hen và à, tỷ lệ số người tử à, chết hàng năm vì hen là khoảng 4.100 người à, ảnh hưởng lên à, chất lượng cuộc sống sức khỏe và các cái điều kiện kinh tế xã hội khác thì sẽ thấy là cứ 5 người mắc hen thì sẽ có 3 người trong năm người sẽ bị giới hạn các cái hoạt động về thể lực à, số ngày mà phải nghỉ học liên quan tới hen lên tới khoảng độ 14 triệu ngày trong một năm và phải số ngày mà nghỉ làm do hen lên tới 11 triệu ngày làm việc trong một năm và cái chi phí về y tế trung bình cho một bệnh nhân hen hàng năm khoảng độ 3.000 gần 3.300 đô la hen phế quản thì cũng giống như các cái bệnh phổi mạng tính khác đó là uh, sẽ có những cái đợt cấp uh, và cái đợt cấp của hen phế quản thì uh, được Gina cũng như là uh, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản uh, của bộ y tế ban hành năm 2020 đề cập đến uh, với cái định nghĩa đó là sự tăng nặng lên của các triệu chứng khó thở, ho, khò khè, nặng ngực và đặc biệt đó là có sự giảm chức năng thông khí của phổi uh, đợt cấp hen phế quản thì có thể uh, xảy ra ở những cái bệnh nhân mà đã được chẩn đoán hen rồi, đã đang quản lý hen rồi. Tuy nhiên cũng có những cái bệnh nhân mà uh, đến khám vì những cái biểu hiện của đợt cấp hen phế quản và đó cũng là lần đầu tiên mà bệnh nhân được chẩn đoán hen phế quản và bắt đầu khởi trị. Uh, hen phế quản, người bệnh hen phế quản thì uh, khi tiếp xúc hơi với các yếu tố bên ngoài uh, sẽ rất dễ khởi phát những cái đợt cấp của hen những cái bệnh nhân mà đã được chẩn đoán là hen rồi, nếu không tuân thủ việc điều trị tốt thì cũng rất dễ dẫn đến những cái đợt cấp của hen phế quản. Và có thể nói là đợt cấp của hen phế quản xuất hiện bất cứ ở một cái bệnh nhân hen nào cả. Ngay kể cả khi mà tình trạng hen của bệnh nhân đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, khi mà còn những yếu tố thuận lợi, tức là tiếp xúc với những cái yếu tố nguy cơ như là khói, khí bụi, như là thay đổi nhiệt độ độ ẩm của môi trường hoặc đôi khi nó đến từ cái việc mà bệnh nhân gắng sức khi tập vận động, tập thể lực, lao động quá sức hoặc là bệnh nhân căng thẳng stress đều có thể khởi phát những cái cơn hen mà mặc dù cái tình trạng hen trước đó là kiểm soát hoàn toàn. Khi tiếp cận với một bệnh nhân uh, nghĩ tới đợt cấp của hen phế quản thì bao giờ chúng ta cũng phải chú ý đến chú ý đến một số các yếu tố mà có tính chất gọi là tiên lượng bởi vì những cái yếu tố này uh, sẽ làm gia tăng cái nguy cơ nguy cơ tử vong do hen những yếu tố đó là gì? Thứ nhất, về mặt tiền sử là những bệnh nhân nào mà đã từng có những cái đợt cấp hen nặng phải nhập viện, phải đặt nội khí quản thở máy hoặc là đã từng có những cái cơn hen nặng đe dọa tử vong thì sẽ có nguy cơ gia tăng tử vong do do hen. Những cái bệnh nhân mà phải thăm khám cấp cứu hoặc là phải nhập viện vì hen trong năm trước. Bệnh nhân hen đang sử dụng hoặc vừa mới ngưng sử dụng corticoid đường uống hoặc là những bệnh nhân mà uh, tự ý bỏ uh, việc điều trị với corticoid đường hít là những cái đối tượng mà sẽ có nguy cơ đó là gia tăng uh, tử vong do hen. Đối với cái việc sử dụng sa ba quá mức thì nhiều nghiên cứu ở trên thế giới cũng đề cập đến cái việc đó là uh, bệnh nhân lạm dụng sa và không chú ý đến cái việc mà sử dụng ics trong cái việc mà kiểm soát cái nền viêm trong hen để uh, kiểm soát tốt hen bệnh nhân sẽ nghĩ là gì khi mà có cơn hen và chỉ cần sử dụng những cái bình xịt uh, định liều hoặc là những cái thuốc phun hít khí dung uh, nhưng bản chất của những cái thuốc này đó là những cái thuốc mà có tác dụng ngắn chỉ cắt cơn thôi và khi cắt cơn thì đồng nghĩa với cái việc là các cái triệu chứng hen của bệnh nhân uh, sẽ giảm nhanh và bệnh nhân gần như là uh, trở lại những cái tình với cái tình trạng sức khỏe bình thường trước đó và họ sẽ đi đến một cái thói quen đó là sử dụng Sama khi có cơn hen cấp mà không sử dụng những cái thuốc gọi là kiểm soát hen cảnh báo sử dụng saba quá mức sử dụng saba càng nhiều thì có nghĩa là gì tình trạng hen của bệnh nhân càng càng không kiểm soát được và cái nguy cơ gia tăng À, việc xuất hiện những cái đợt cấp của hen hoặc là những cái cơn hen nặng sẽ càng ngày càng càng cao ở những cái đối tượng mà sử dụng sa ba quá mức như thế này à, trên bệnh nhân hen Nếu có những cái bệnh đồng, bệnh đống mắc khác nữa thì sẽ làm gia tăng cái tình trạng nặng của đợt cấp hen và gia tăng nguy cơ tử vong ở những cái trường hợp mà có những cái vấn đề về tâm thần hoặc là những cái rối loạn về tâm lý xã hội sẽ dễ dẫn đến cái việc là một là bệnh nhân có thể lo lắng quá mức với cái tình trạng khó thở, ho, khó khè nặng ngực của mình và có thể dẫn đến những cái chẩn đoán quá mức hoặc là dưới mức của hen. Và đương nhiên khi mà cái việc chẩn đoán nó không chính xác như vậy thì cũng dẫn đến cái việc là các cái phác đồ điều trị cũng sẽ không phù hợp. Ở những cái trường hợp mà chẩn đoán quá mức thì chúng ta lại bị lạm dụng thuốc mà chẩn đoán dưới mức thì cái phác đồ điều trị của chúng ta lại không có thể là không phù hợp không đủ để mà có thể kiểm soát uh, tốt những cái biểu hiện uh, những cái triệu chứng hen của bệnh nhân uh, trong việc kiểm soát hen thì để phòng ngừa những cái đợt cấp của hen uh, một trong những cái vấn đề rất quan trọng đó là bệnh nhân phải hiểu về bệnh và phải phối hợp tốt trong quá trình điều trị tuân thủ điều trị và bản kế hoạch hành động hen cũng là một uh, trong những cái uh, phương phụ phương, phương tiện để giúp cho bệnh nhân gọi là dễ dàng theo dõi những cái biểu hiện uh, những cái triệu chứng của hen cũng như là hướng dẫn bệnh nhân những cái bước xử lý cơ bản khi mà có những cái biểu hiện uh, ban đầu của cơn hen cấp. Uh, đối với cái slide này thì chúng ta thấy là uh, những cái có khoảng 50% bệnh nhân mà bị hen thì sẽ trải qua sẽ có ít nhất một một cơn cấp trong năm trước. Và những cái đợt kịch phát đợt cấp của hen thì trực tiếp đe dọa đến sức khỏe của người bệnh làm tác động đến cả những cái cảm xúc của bệnh nhân và những, có đến 1 phần 3 bệnh nhân hen nghĩ rằng là những cái đợt cấp nặng nặng có thể đến mức mà đe dọa tính mạng của người bệnh ngay kể cả những cái bệnh nhân hen nhẹ thì gánh nặng của bệnh tật cũng thực sự là một điểm rất đáng chú ý ở đây chúng ta sẽ thấy là 24% bệnh nhân Uh, có đợt cấp trong 12 tháng trước và có đến 50% bệnh nhân bị hen và có đợt cấp phải dùng corticoid đường uống trên 3 ngày. Và 12,2% bệnh nhân có những cái đợt cấp hen mà đòi hỏi phải đi khám cấp cứu hoặc là nhập viện. Chi phí điều trị hen phế quản ở những cái bệnh nhân ở Việt Nam thì như thế nào? Slide này cho chúng ta thấy là uh, những cái bệnh nhân mà hen được chẩn đoán là hen có đợt cấp nặng thì chi phí điều trị có thể gấp đến khoảng 4,5 lần so với những cái bệnh nhân mà không có đợt cấp. Thế còn tổng chi phí liên quan đến cái việc mà quản lý hen chủ yếu là do những cái bệnh nhân mà hen bậc 3, 4 và hen bậc 5. Trong đấy 71% tổng chi phí y tế là do hen bậc 5. và thực sự hen phế quản đợt cấp của hen phế quản sẽ là một trong những yếu tố mà làm tăng nặng các triệu chứng của người bệnh làm uh, suy giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh ảnh hưởng tới khả năng gắng sức làm cho người bệnh không thể thực hiện được những các cái, hoạt động gắng sức hàng ngày hoặc là không thể đi làm không thể đi làm được bên cạnh đó những cái đợt cấp của hen phế quản cũng làm suy giảm chức năng phổi uh, và trực tiếp đợt cấp sẽ làm tăng các cái chi phí điều trị uh, cho của người bệnh tăng tỷ lệ tử vong trong những cái trường hợp mà đợt cấp nặng và rất nặng đặc biệt là những cái đợt cấp mà không được điều trị uh, và xử trí phù hợp kịp thời Sina 2023 thì cũng đã đưa ra uh, cho chúng ta một lần nữa khẳng định cái vai trò của những cái thuốc uh, kiểm soát hen trong đó có thành phần là có tí ít đường hít đây là cái điều trị gọi là cơ bản để giúp chúng ta quản lý cái nền viêm trong hen và có quản lý cái nền viêm tốt thì mới có thể là kiểm soát được hen. À, bên cạnh những cái thuốc kiểm soát như vậy thì chúng ta cũng sẽ có những cái thuốc để cắt cơn và giảm triệu chứng khi cần. Thì đối với đối với cái những cái bệnh nhân mà có thể sử dụng được uh, ICS và formoterol thì Gina 2023 trong slide này cũng đã hướng dẫn chúng ta lựa chọn cái liều ICS formoterol ở những cái hen uh, ở những cái bước 1, bước 2, bước 3 và ở những cái bước năm thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải uh, gửi bệnh nhân lên những cái tuyến cao hơn có điều kiện uh, chẩn đoán và điều trị tốt hơn để có thể lựa chọn những cái phương pháp điều trị giúp bệnh nhân kiểm soát hen tốt với những cái bệnh nhân mà việc tuân thủ điều trị uh, khó thì hoặc là bệnh nhân um, không có ý thức đến cái việc mà 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 dùng thuốc đều thì chúng ta sẽ phải cân nhắc đến cái việc đó là lựa chọn các cái phương pháp uh, uh, cái con đường thứ hai đó là sử dụng uh, các cái thuốc kiểm soát hen mà sử dụng hàng ngày uh, kết hợp với những cái thuốc để làm giảm triệu chứng khi cần. Uh, việc lựa chọn thuốc nào để mà kiểm soát hen thì hoàn toàn phụ thuộc vào bệnh nhân tức là cá thể hóa cho từng người bệnh. Trên mỗi người bệnh như vậy khi lựa chọn thuốc, chúng ta cũng lại phải chú ý đến cái những cái thói quen sử dụng thuốc, rồi là đến cái, cái thể trạng của người bệnh và người bệnh phù hợp với những cái dụng cụ hít như thế nào, lực hít như thế nào để uh, đưa ra những cái phương án điều trị tối ưu, những cái tối ưu hóa những cái dụng cụ hít trong người bệnh để đem lại cái hiệu quả kiểm soát hen tốt nhất. Uh, trong quá trình kiểm soát hen thì có một cái bảng kế hoạch hành động mà nếu như uh, sử dụng Đều đạn cái bảng này thì giúp bệnh nhân có thể dễ dàng nhận diện được những cái dấu hiệu cảnh báo của triệu chứng hen xấu đi cũng như là uh, phát hiện được là những cái dấu hiệu báo động mà đòi hỏi bệnh nhân phải đến bệnh viện để cấp cứu, khám và cấp cứu ngay. Nếu như bệnh nhân mà không có bất cứ một cái biểu hiện nào như là khó thở ban ngày và đêm, không có những biểu hiện ho, khó khè hay không bị nặng ngực, uh, sinh hoạt và làm việc bình thường rồi là những cái bệnh nhân họ có thể tự đo lưu lượng đỉnh bằng những cái lưu lượng đỉnh kế tại nhà mà thấy cái giá trị lưu lượng đỉnh hơn 80% giá trị lý thuyết thì có nghĩa là cái tình trạng kiểm soát hen của bệnh nhân ở cái ô màu xanh có nghĩa là kiểm soát hen tốt và những cái trường hợp như vậy thì bệnh nhân tiếp tục sử dụng các cái thuốc để kiểm soát hen hàng ngày khi có những cái cơn hen thì có thể sử dụng thêm thuốc những cái cắt cơn và đặc biệt trong quá trình kiểm soát hen như vậy thì luôn luôn là phải phòng tránh các yếu tố kích phát cơn hen. Đối với cái vùng màu vàng này là khi mà bệnh nhân có bất cứ một cái dấu hiệu nào, ví dụ như là ho, khó khè, khó thở nặng ngực hay là phải thức giấc ban đêm vì khó thở hay là bị hạn chế cái hoạt động thể lực đến từ những cái cái hoạt động thông thường thôi là đã thấy khó khăn rồi thì như vậy là bệnh nhân sẽ có cái dấu hiệu cảnh báo là tình trạng hen có vẻ là mất kiểm soát thì khi mà có dấu hiệu báo động ở ôm màu vàng đây thì bệnh nhân đã bắt đầu phải uh, sử dụng những cái thuốc cắt cơn tăng những cái thuốc cắt cơn để có thể là kiểm soát các cái biểu hiện của những cái cơn hen uh, báo động cơn hen cấp này thế còn khi mà bệnh nhân có những cái biểu hiện uh, như là thở rất nhanh rồi là mặc dù là vừa sử dụng thuốc cắt cơn xong mà đã lại khó thở ngay hoặc là những bệnh nhân mà uh, bị cái triệu chứng hen làm cho bệnh nhân không thể thực hiện được những cái việc thông thường thì uh, như vậy là biểu hiện của những cái triệu chứng báo động là hen không kiểm soát và có thể khởi phát những cái cái đợt cấp rất rất là nặng và khi mà đã có những cái biểu hiện của cái ô màu đỏ như thế này thì ngoài cái việc mà bệnh nhân uh, sử dụng ngay tăng liều các cái thuốc cắt cơn uh, tại nhà thì cái việc mà uh, tiếp cận uh, sự hỗ trợ từ nhân viên y tế hoặc là uh, đi khám và cấp cứu ngay ở những cái cơ sở y tế gần nhất thì giúp cho bệnh nhân có thể là xử lý ban đầu những cái đợt cấp hen tốt và làm giảm cái tỷ lệ nhập viện cho bệnh nhân uh, đối với những cái trường hợp mà uh, quản lý hen theo bảng kế hoạch hành động thì luôn luôn phải chú ý đó là chúng ta phải uh, hướng dẫn cho bệnh nhân uh, hiểu biết về hen hiểu biết về những cái yếu tố gọi là kích phát cơn hen để bệnh nhân có thể uh, tự theo dõi triệu chứng hoặc là phòng tránh các cái yếu tố mà gây kích phát cơn hen. Uh, những cái bệnh nhân mà có lưu lượng đỉnh kế chúng ta cũng sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân có thể tự đo lưu lượng đỉnh kế hàng ngày, đo sáng, chiều để có thể theo dõi được lưu lượng đỉnh của bệnh nhân là bao nhiêu, có thay đổi gì không để mà có thể uh, kịp thời phát hiện những cái dấu hiệu báo động. Tức là đôi khi có những cái bệnh nhân mà uh, có bất thường về lưu lượng đỉnh kế rồi Lưu lượng bất thường về lưu lượng đỉnh rồi lưu lượng đỉnh của bệnh nhân có thể là dưới 50% có nghĩa là dấu hiệu rất là nặng à, hoặc là từ 50 đến 70 79% là biểu hiện của cái tình trạng hen xấu đi à, Tuy nhiên như ở cái thời điểm mà à, giá trị lưu lượng đỉnh của bệnh nhân có thay đổi nhưng những cái biểu hiện về lâm sàng ví dụ như là khó thở nặng ngực có thể là là chưa đến mức mà làm cho bệnh nhân chú ý thì cái việc mà đo lưu lượng đỉnh cũng là một trong những cái phương án để giúp bệnh nhân theo dõi phát hiện kịp thời những cái biểu hiện của hen nặng đối với những cái bệnh nhân hen thì cần phải thăm khám đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ chúng ta biết là một trong những khó khăn đến từ cái việc khó kiểm soát hen đó là cái việc bệnh nhân nghĩ rằng chỉ với những cái thuốc cắt cơn thôi đã làm hoàn toàn có thể làm uh, giảm được triệu chứng hen rồi bệnh nhân hoàn toàn trở lại với những cái uh, sinh hoạt bình thường, đi làm bình thường, đi học bình thường và có thể là không cần phải đi khám nữa. Cho nên là rất dễ việc không tuân thủ như vậy sẽ dễ dẫn, dẫn đến những cái cơn hen cấp cho người bệnh. Uh, khi có những cái biểu hiện của đợt cấp hen phế quản thì ở tất cả các bệnh nhân chúng ta sẽ phải lưu ý đến một số vấn đề ví dụ như là tăng thuốc. Giảm triệu chứng cắt cơn hen như thế nào Rồi là tăng sớm những cái thuốc kiểm soát hen như thế nào Vì việc tăng sớm những cái thuốc kiểm soát hen Có thể giúp cho bệnh nhân kiểm soát cái đợt cấp tốt hơn Và có thể làm giảm được cái tỷ lệ nhập viện Xin lưu ý là nếu như bệnh nhân đo được lưu lượng đỉnh Hoặc đo được chức năng hô hấp Mà thấy lưu lượng đỉnh Hoặc là thể tích thở ra càng sức trong dây đầu tiên Mà dưới 60% giá trị lý thuyết Hoặc là những cái giá trị này nó không cải thiện sau 48 giờ thì ngoài cái việc mà à, tăng thuốc giảm triệu chứng, à, tăng các cái thuốc kiểm soát hen thì chúng ta đã bắt đầu phải cân nhắc đến việc là sử dụng corticoid đường uống. Ở đây à, liều của Betamethasone ở người lớn à, thông thường là khoảng độ 1 mg/kg à, cân nặng một ngày và à, thời gian dùng là từ 5 đến 7 ngày. Ở trẻ em thì chúng ta dùng trong cái thời gian ngắn hơn là 3 đến 5 ngày. Việc tăng cái thuốc giảm triệu chứng thường ngày ở những cái bệnh nhân hen cấp thì tăng như thế nào? Nếu như bệnh nhân đang sử dụng cốt quỹ ICS liều thấp, phอกmoteron thì chúng ta uh, tăng cái tần số sử dụng ICS phọc phอกmoteron lên theo cái nhu cầu. Uh, tức là theo cái mức độ khó thở. Tuy nhiên, cái liều phอกmoteron tối đa thì khuyến cáo là không vượt quá 72 microgam uh, trên một ngày. Việc tăng SABA thì hoàn toàn chúng ta có thể uh, tăng tần suất sử dụng sapa nếu như uh, triệu chứng hen uh, chưa thuyên giảm bên cạnh đó chúng ta cũng phải chú ý đến cái việc đó là gì khi có những cái biểu hiện của hen cấp mà cái việc uh, xịt sử dụng các bình xịt định liều uh, không đem lại uh, hiệu quả uh, không thuyên giảm những cái triệu chứng thì chúng ta phải xem xem là uh, đã tối ưu được cái uh, hiệu quả của sử dụng bình xịt định liều chưa hay là chúng ta phải Uh, thêm một cái dụng cụ khác ở đây hay sử dụng là như, uh, cho những cái bệnh nhân có đợt cấp là chúng ta phải sử dụng buồng đệm, buồng đệm để <laughs> giúp cho bệnh nhân có thể là tối ưu cái liều thuốc đưa vào đường thở để giúp kiểm soát những cái triệu chứng hen. Uh, việc tăng những cái thuốc kiểm soát thường ngày như thế nào? Uh, những cái thuốc để duy trì hàng ngày giúp kiểm soát hen. Nếu như đại bệnh nhân đang sử dụng ICS phomoterol thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng duy trì cái liều ICS phòng như vậy và chỉ cần tăng tăng cái liều tăng cái tần suất sử dụng ICS phòng mesoterone theo cái mức độ khó thở tuy nhiên tổng liều vẫn không quá 72 microgam trên ngày nếu bệnh nhân đang sử dụng ICS duy trì và cắt cơn với Saba khi cần thì chúng ta sẽ phải tăng liều ICS có thể lệ gấp tới 4 lần để làm sao kiểm soát được những cái biểu hiện của hen nặng lên nếu bệnh nhân đang sử dụng ICS phóng duy trì kết hợp với Saba cắt cơn khi cần thì khi có đợt cấp chúng ta có thể tăng cấp 4 lần liều ICS phóng Một lần nữa nhắc lại đó là những cái bệnh nhân mà có bất thường về uh, chức năng hấp, ví dụ như là lưu lượng đỉnh hoặc là thể tích thở ra kháng sức trong dây đầu tiên mà uh, sụt giảm dưới 60% chỉ số cá nhân tốt nhất hoặc là giá trị dự đoán hoặc là bệnh nhân mà chúng ta đã uh, tăng liều của thuốc uh, kiểm soát hen tăng liều của những cái thuốc giảm triệu chứng mà bệnh nhân vẫn không thuyên giảm các triệu chứng của đợt cấp hen phế quản thì chúng ta cân nhắc sử dụng corticoid cho người bệnh uh, cũng xin lưu ý là với những cái bệnh nhân mà sử dụng corticoid đường toàn thân đường uống uh, trong cái đợt cấp thì uh, cố gắng là cái thời gian càng ngắn ngày càng tốt và nếu cái thời gian mà dùng dưới 2 tuần thì cũng không nhất thiết là phải giảm dần liều corticoid mà chúng ta hoàn toàn có thể cắt uh, được ngay dừng được ngay những cái thuốc uh, corticoid đường uống hoặc là những cái thuốc mà đường tiêm tĩnh mạch. Thế còn khi mà có cơ, những cái biểu hiện của đợt cấp hen phế quản và bệnh nhân đến các cái đơn vị uh, chăm sóc ban đầu thì việc đầu tiên bao giờ chúng ta cũng sẽ phải đánh giá bệnh nhân đánh giá bệnh nhân chúng ta phải xem xem mức độ hen như thế nào à, chẩn đoán xem là đúng là cơn hen cấp hay không hay là những cái biểu hiện khó thở đến từ những cái bệnh lý khác vì lâm sàng cũng có thể gặp một số bệnh nhân là chúng ta đã chẩn đoán nhầm bệnh nhân có thể là à, bị những cái khối u những cái khối hạch ở trong lồng ngực hoặc là những cái bệnh nhân mà bị những cái khối ở tuyến giáp to chèn vào à, khí quản làm hẹp đường thở và bệnh nhân có biểu hiện ho, khó khè, khó thở, nặng ngực và như là hen thì chúng ta có thể chẩn đoán nhầm là hen ở những cái trường hợp như thế này. À, bên cạnh những cái biểu hiện cơn hen à, do đợt cấp của hen phế quản thì chúng ta cũng sẽ phải lưu ý uh, chẩn đoán phân biệt với những cái trường hợp khác, đặc biệt là như, trên nền bệnh nhân mà có bệnh lý về uh, tăng huyết áp, uh, suy tim, chức năng tim kém hay là những cái bệnh nhân mà có bệnh van tim thì uh, những cái biểu hiện của hen tim cũng ho cũng khò khè cũng khó thở làm cho chúng ta sẽ đi đến một cái uh, quyết định uh, xử lý hen phế um, quản nó sẽ không phù hợp và khi mà điều trị không phù hợp như vậy thì tình trạng bệnh nhân sẽ càng ngày càng nặng lên và ở những cái bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch như vậy thì hết sức lưu ý là À, là cái tình trạng mà khó khè khó thở nặng ngực có thực sự là đợt cấp của hen phế quản không hay là những cái biểu hiện của bệnh lý tim mạch gây ra thế còn rồi những cái bệnh nhân mà có những cái khối u ở, ở trong lòng phế quản khí quản hoặc thậm chí những cái bệnh nhân mà bị lao dẫn đến cái tình trạng mà sơ sẹo hẹp khí quản phế quản cũng có thể làm cho bệnh nhân có những cái biểu hiện hô hấp mạng tính kéo dài làm chúng ta dễ nhầm lẫn với hen ở những cái trường hợp mà Uh, có những cái biểu hiện của hẹp khí phế quản uh, do chèn ép từ ngoài vào hay là do những cái khối u hoặc là sơ sẹo hẹp phế quản thì cái việc mà uh, đo chức năng hấp cũng có thể là một trong những cái công cụ giúp chúng ta uh, xem xem là kiểu hình biểu hiện của, của cái đường cong lưu lượng thể tích có giống với cái kiểu uh, của tắc nghẽn trong hen không hay là những cái biểu hiện của tắc nghẽn đường thở trung tâm và ở những cái, trong một số trường hợp thì chúng ta bắt buộc phải là chụp cắt lớp để uh, có thể có một cái chẩn đoán uh, uh, giúp chẩn đoán xác định uh, cái cái uh, những cái triệu chứng khó thở như thế này thực sự là do hen hay là đến từ những cái bệnh lý khác và khi mà bệnh nhân có những cái biểu hiện của hen cấp đến khám xử lý tại những cái đơn vị chăm sóc tại các cái phòng khám ban đầu thì việc của chúng ta bao giờ cũng uh, phải xem xem là mức độ nặng của cơn hen cấp như thế nào và từ mức độ nặng chúng ta sẽ có những cái biện pháp xử lý phù hợp nếu như bệnh nhân có những cái biểu hiện của rối loạn ý thức như buồn ngủ lẫn lộn hoặc là à, nghe phổi mà thấy à, không có thông khí có nghĩa là cái tình trạng à, à, thông khí của bệnh nhân rất rất là kém thì như vậy là chúng ta đã phải có những cái xử lý à, phù hợp với cái tình trạng mà à, biểu hiện của cơn hen đe dọa tính mạng khi đó thì ngoài cái việc mà báo động để có nhiều nhân viên y tế đến phối hợp cấp cứu bệnh nhân thì đồng thời chúng ta cũng sẽ phải sử dụng nhiều phải phối hợp thực hiện nhiều các cái uh, điều trị cùng lúc ví dụ như là uh, phải đặt đường truyền này phải uh, tiêm corticoid đường tĩnh mạch này rồi phải cho bệnh một người khác phải cho bệnh nhân thở oxy thậm chí có một số trường hợp nặng là phải bóp bóng uh, mát rồi thậm chí là có thể phải đặt nội khí quản trong thời gian càng sớm càng tốt và kiểm soát uh, huyết áp cho người bệnh, kiểm soát uh, uh, độ bão hòa oxy cho uh, oxy máu, oxy hóa máu cho người bệnh thật tốt. Uh, những cái trường hợp hen nặng và hen nhẹ và hen trung bình uh, với những cái biểu hiện đó là bệnh nhân uh, uh, khó thở, phải nói từng cụm từ và là bệnh nhân thì muốn ngồi hơn nằm vì khi nằm là khó thở. Uh, nhịp thở tăng, không có kéo cơ hô hấp, nhịp tim trong khoảng từ 100 đến 120 lần một phút, độ bão hòa oxy từ 90 đến 95 và lưu lượng đỉnh trên 50%. Thì với những cái trường hợp hen như thế này, thì chúng ta sẽ bước vào những cái điều trị của cơn hen cấp, ví dụ như là uh, cho uh, xịt các cái thuốc uh, cường beta 2 do cảm uh, tác dụng uh, ngắn, tức là thuốc cắt cơn, uh, hay sử dụng thứ đó là vang tolin, chúng ta có sự xịt hai nhát bốn nhát à, thông thường nếu mà xịt à, qua bùng đệm là tốt nhất và lặp lại mỗi 20 phút trong 1 giờ. Với những cái trường hợp mà hen mức độ trung bình là đã phải cân nhắc sử dụng corticoid đường uống. À, tất cả những cái trường hợp mà dù là hen à, ở mức độ trung bình, hen nặng hay hen nặng và đặc biệt là hen cơn hen nặng đe dọa tử vong thì chúng ta hết sức lưu ý đó là phải đảm bảo được độ bão hòa oxy trong cái mục tiêu từ 93% đến 95% thông qua những cái biện pháp ví dụ như là oxy uh, kính mũi nếu như uh, bệnh nhân mà uh, có những cái biểu hiện của cơn hen nặng thôi có những bệnh nhân mà hen đe dọa đến uh, có những cái biểu hiện của dối loạn ý thức thì khi đó gần như là chúng ta phải bóp bóng mát để uh, cân nhắc cái việc mà đặt nội khí quản nếu như mà uh, tình trạng ý thức không được cải thiện và độ bão hòa oxy không không thể đạt được cái mục tiêu từ 93% đến 95% trong quá trình xử trí tại xử trí hen phế quản ở các cái phòng khám ban đầu cũng như là các phòng khám cấp cứu thì chúng ta luôn luôn phải chú ý là theo dõi rất là sát tình trạng của bệnh nhân để xem xem là những cái biểu hiện của cơn hen có cải thiện hay không. Nếu như bệnh nhân có những cái biểu hiện tiến triển theo chiều hướng tốt thì chúng ta có thể là tiếp tục theo dõi để cân nhắc sau đó cân nhắc là xem bệnh nhân có thể là ra viện và kê đơn thuốc ngoại trú được không? Còn với những cái trường hợp mà không có cải thiện thì bắt buộc chúng ta sẽ phải uh, cân nhắc cái việc nhập viện cho bệnh nhân để điều trị đợt uh, đợt cấp của hen phế quản tại bệnh viện. Với những cái trường hợp mà uh, hen phế quản, bệnh nhân hen phế quản có đợt cấp mức độ trung bình đến nặng, thì trong các hướng dẫn chúng ta cũng đã biết là chúng ta sẽ phải tăng liều cái thuốc uh, cắt cơn saba và tối ưu cái việc sử dụng Sapa thông qua cái việc là à, sử dụng bình xịt định liều kết hợp với vùng đệm hoặc thậm chí là sử dụng máy phun khí dung cho bệnh nhân. Tuy nhiên, à, hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị hen phế quản của Bộ Y tế năm 2020 cũng đã khẳng định cho chúng ta là với những cái trường hợp đợt cấp hen, mức độ trung bình đến nặng thì chúng ta có thể à, sử dụng liệu pháp kết hợp Sapa-Sama vì cái liệu, liệu pháp điều trị này sẽ đem lại cái hiệu quả giãn phế quản tốt hơn uh, giúp cải thiện cái lưu lượng đỉnh cải thiện thể tích thở ra kháng sức trong giây đầu tiên so với cái việc mà chúng ta chỉ sử dụng sapa đơn thuần thế thì vai trò của sapa và sama trong đợt cấp hen phế quản mức độ trung bình và nặng ưu điểm hơn ở chỗ nào chúng ta cũng biết đó là các cái thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn chúng ta sẽ có sapa là những cái thuốc mà kích thích thuốc cường beta 2 tác dụng ngắn và những cái hoạt chất chúng ta hay hay sử dụng đó là sambutamol là phenoterol à, sama đây là tên viết tắt của những cái thuốc kháng thuốc dạng phế quản kháng cholinergic tác dụng ngắn và chúng ta có đó là ipratropium ở Việt Nam thì chúng ta không có đơn trị liệu không có những cái thuốc với đơn trị liệu ipratropium để dùng cho bệnh nhân à, dạng kết hợp của thuốc cường beta 2 tác dụng ngắn và thuốc kháng cholinergic tác dụng ngắn chúng ta sẽ có là trong đó kết hợp samutamol và ipratropium. Uh, beroduan là kết hợp của phenoterol và ipratopium uh, nhóm tác dụng nhóm thuốc tác dụng uh, ngắn nữa là nhóm santin tuy nhiên nhóm thuốc này cũng uh, ít được khuyến cáo sử dụng vì là cái khoảng liều điều trị uh, đem lại hiệu quả điều trị thì rất là gần với liều độc đề cập đến vai trò kết hợp vai trò của liệu pháp kết hợp Sapa và SAMA thì chúng ta lưu ý một chút đó là Sapa đó là thể hiện ở trong cái việc đó là tác dụng hiệp đồng trên những cái thụ thể ở đường hô hấp của bệnh nhân trên đường hô hấp thì vai trò giãn phế quản là do hệ giao cảm chi phối và co thắt phế quản là do hệ đối giao cảm chi phối và trương lực cơ chân phế quản thì do đối giao cảm chi phối. Và cường beta giao cảm sẽ tác động đến cái việc là làm giãn phế quản. Còn kháng cholinergic sẽ làm giảm sự co thắt phế quản, giảm chân lực cơ chân phế quản. Và như vậy việc kết hợp sama sama sẽ giúp cái gia tăng cái hiệu quả giãn phế quản ở những cái người bệnh có cơn hen phế quản cấp. Slide này cho chúng ta thấy rõ hơn cái vai trò tác dụng hiệp đồng của những cái thuốc cường beta beta 2 dọc cả trong cái hiệu quả đó là đem lại việc đem lại cái hiệu quả giãn phế quản cho người bệnh. Còn kháng cholinergic sẽ dẫn đến cái việc mà ức chế cái co thắt phế quản, giảm trương lực uh, cơ trơn của phế quản. À, tác dụng đồng vận của saba thì ở các cái thụ thể beta 2 trên tế bào cơ chân phế quản sẽ giúp giãn phế quản. Còn sama thì tác dụng lên các cái thụ thể muscarinic à, đối kháng với tác động của acetylcholine và giúp giãn phế quản. Tuy nhiên các cái thụ thể này thì sự phân bố khác nhau, cụ thể là những cái thụ thể của sama thì chủ yếu phân bố ở các cái phế quản lớn. Còn những cái thụ thể beta 2 ở trên cơ trơn của phế quản thì phân bố khắp các phế quản, trong đó các cái phế quản ở xa thì sẽ ưu thế hơn. Và như vậy, khi mà kết hợp hai hoạt chất saba và sama thì sẽ đem lại hiệu quả giãn phế quản tốt hơn trên toàn bộ đường thở của người bệnh việc kết hợp cường beta 2 giao cảm và kháng cholinergic về cơ chế hoạt động rồi là uh, cơ chế kết hợp liên quan đến cái hiệu quả có tác dụng bổ sung cho nhau tác dụng bổ sung cho nhau nó thể hiện ở chỗ đó là cái phân bố thụ thể cholinergic thì ở trung tâm còn thụ thể của chất chủ vận thụ thể của cường beta 2 giao cảm thì uh, chủ yếu ở ngoại vi và hoạt động của hai loại thuốc giãn phế quản trên hai thủ thể khác nhau sẽ đem lại cái hiệu quả hỗ trợ hiệp đồng. Đặc biệt nữa đó là cái cơ chế này xảy ra khi mà cả hai loại thuốc này tác động cùng trên một mô đích và tác dụng kết hợp sẽ tác dụng tổng hợp sẽ lớn hơn tác dụng uh, hiệu quả riêng lẻ của từng loại hoạt chất. Một vấn đề nữa đó là cái hoạt động giao cảm thì chủ yếu diễn ra vào ban ngày và hệ phó giao cảm thì diễn ra nhiều hơn vào ban đêm. Uh, và việc kết hợp cả saba và Sama sẽ đem đến cái việc hiệu quả làm tăng cái hiệu quả kiểm soát của cả hai cái hệ thống này và dẫn đến cái việc kiểm soát những cái triệu chứng về uh, hen tức là kiểm soát cái co thắt phế quản sẽ tốt hơn uh, về mặt thời gian là cả ngày và đêm với những cái bệnh nhân hen phế quản không kiểm soát được bằng đơn trị liệu saba thì chúng ta từ trước đến nay vẫn là bổ sung thêm Sama. tức là gì khi mà kiểm soát hen không kiểm soát được uh, bằng Sama thì chúng ta sẽ uh, thêm cái liệu pháp vào đó là uh, có Sama phối hợp tất nhiên là chúng ta phải chú ý đến cái việc đó là cái việc sử dụng các cái dụng cụ phun hít có hợp phù hợp với bệnh nhân hay chưa chứ không chỉ đơn thuần là uh, đổi những cái thuốc khác bởi vì cùng một bình xịt định liều như bình xịt uh, tolin chẳng hạn là cường beta 2 do cả. Ờ, nếu bệnh nhân đã xịt không đúng thì cái việc mà đổi sang cái bình cái cái dụng cụ mà có Saba và Sama, bình xịt định liều như berodual chẳng hạn. Thì nếu không hướng dẫn bệnh nhân không sử dụng tốt, không tối ưu cái cái việc sử dụng bình bình xịt định liều như vậy thì cũng khó mà kiểm soát được những cái triệu chứng hen ở những cái bệnh nhân bệnh nhân có được cấp hen phế quản như thế này. Và hiệu quả của kết hợp saba và sama sẽ làm giảm số lần nhập viện, cải thiện uh, chức năng hô hấp thông qua các chỉ số ấy, thể tích thở ra gắng sức trong giây đầu tiên và lưu lượng đỉnh so với cái liệu pháp là saba đơn thuần. Mặc dù là Gina đề xuất uh, sử dụng saba ở cả năm bước, tức là gì khi mà có những cái biểu hiện của hen thì uh, đầu tay chúng ta sẽ sử dụng saba để làm giảm triệu chứng. Uh, sama thì không được khuyến cáo bởi vì tác dụng chậm hơn. Tuy nhiên, khi phối hợp Saba và Sama thì ngoài cái việc mà cải thiện chức năng phổi thì còn có thể là giúp cho cái việc mà giảm được những cái tác dụng phụ của Saba vì chúng ta biết là khi mà sử dụng Saba, những cái thuốc cường với hai tao do cảm, một số bệnh nhân có thể có những cái tác dụng phụ như là nhịp tim nhanh, là run tay và làm có những bệnh nhân khó chịu đến mức mà không thể khí dung nổi tolin thì ở những cái trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ cân nhắc uh, sử dụng phối hợp Saba Sama để có thể làm tăng cái hiệu quả điều trị tăng hiệu quả giảm phế quản mà có thể là giảm được liều của saba và giúp cho bệnh nhân giảm được những cái tác dụng phụ do saba gây ra à, một lưu ý nữa đó là ở những cái bệnh nhân mà có biểu hiện cường giáp có u tùy thượng thận hay là có những cái bệnh nhân uh, những cái bệnh nhân mà um, có biểu hiện của bệnh lý tim mạch mà phải hết sức lưu ý đến cái việc sử dụng cường beta2 do cả thì chúng ta cân nhắc cái việc điều trị kháng colinesic đơn thuần. Gina năm 2023 thì khẳng định một lần nữa vai trò của liệu pháp kết hợp SABA và SABA, tức là gì khi bổ sung ipratropium bromide vào phác đồ điều trị có SABA rồi thì sẽ giúp cải thiện được chức năng phổi cho người bệnh thông qua cái thể tích thở ra gắng sức trong dây đầu tiên và một điểm nữa hết sức là quan trọng đó là khi kết hợp như vậy ở những cái trường hợp hen trung bình đến nặng thì sẽ giúp giảm được cái nguy cơ nhập viện cho người bệnh và khi giảm nguy cơ nhập viện thì sẽ dẫn đến một loạt các cái hiệu quả tích cực khác đó là giảm cái chi phí điều trị hay là giảm cái nguy cơ tử vong cho người bệnh. Đây là một cái phân tích tổng quan năm 2017. Phân tích tổng quan này đã tìm kiếm cái dữ liệu trên nhiều kênh và thu thập những cái nghiên cứu Uh, có đối chứng giữa cái việc mà sử dụng uh, liệu pháp kết hợp Saba Sama với Saba đơn trị liệu để xem xem là uh, hiệu quả của liệu pháp kết hợp so với đơn trị liệu Saba có những cái ưu điểm gì. Thì khi so sánh liệu pháp kết hợp Saba Sama với Saba đơn trị liệu lên cái việc mà giảm tỷ lệ nhập viện thì ở đây cái này cho chúng ta thấy là trong 16 nghiên cứu được phân tích với số lượng bệnh nhân là 2.100 bệnh nhân. Thì thấy nhóm bệnh nhân sử dụng liệu pháp kết hợp Saba Sama ít phải nhập viện hơn so với nhóm bệnh nhân mà sử dụng Saba đơn trị liệu. Cụ thể là nhóm bệnh nhân mà sử dụng liệu pháp kết hợp thì có dưới 65 trên 1.000 bệnh nhân hen phải phải nhập viện vì hen cấp ở các phòng khám cấp cứu trong khi đó những cái bệnh nhóm bệnh nhân mà sử dụng Sapa đơn trị liệu thôi thì số bệnh nhân phải nhập viện vì hen lên tới 231 bệnh nhân trên tổng số 1.000 bệnh nhân tuy nhiên đấy là phân tích dựa trên những cái dựa trên những cái bệnh nhân mà hen nặng phải nhập viện ở những cái phòng cấp cứu tuy nhiên kiểm chứng với những cái cơn hen nhẹ hoặc trung bình thì lại không thấy có sự khác biệt giữa hai cái nhóm sử dụng liệu pháp kết hợp với ba đơn trị liệu. Tiếp nữa là khi so sánh liệu pháp kết hợp saba sama với đơn trị liệu saba về cải thiện chức năng hô hấp. Thông qua cái chỉ số FEV1 thể tích thời gian kháng sức trong dây đầu tiên thì phân tích trên 6 nghiên cứu với số lượng bệnh nhân là gần 700 bệnh nhân thì thấy là liệu pháp kết hợp sẽ đem lại cái hiệu quả cải thiện FEV1 so với đơn trị liệu, so với sa ba đơn trị liệu. Và mức cải thiện là 250 ml. À, so sánh liệu pháp kết hợp sa ba sama với đơn trị liệu sa ba trên uh, hiệu quả thay đổi uh, chức năng thông khí đánh giá với lưu lượng đỉnh thì thấy là với 12 nghiên cứu từ những năm 1990 cho tới những năm 2023. Tổng số là 12 nghiên cứu với số lượng bệnh nhân là hơn 1.000 bệnh nhân. Thì thấy liệu pháp kết hợp Saba Sama đem lại cái hiệu quả cải thiện rõ rệt cái lưu lượng đỉnh. Trung bình là 36 lít phút so với nhóm sử dụng Saba đơn trị liệu. Và phần trăm thay đổi lưu lượng đỉnh tăng so với ban đầu. Trung bình là 24 lít phút đề cập đến tác dụng phụ thì thấy là gì nhóm sử dụng liệu pháp kết hợp Saba Sama có nhiều khả năng gặp tác dụng phụ hơn so với bệnh nhân điều trị Saba đơn trị liệu kết luận này đến từ cái việc mà phân tích trên 11 nghiên cứu với số lượng bệnh nhân với số lượng bệnh nhân lên tới gần 1.400 bệnh nhân. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ đi vào cụ thể thì thấy là nhóm bệnh nhân mà sử dụng liệu pháp kết hợp thì có 103 trên 1.000 bệnh nhân báo cáo về tác dụng phụ so với cái nhóm Sapa đơn trị liệu là 131 trên 1.000 bệnh nhân. Khi so sánh về cái việc mà bệnh nhân Uh, có nguy cơ tái khám, tái khám lại phòng khám cấp cứu vì những cái biểu hiện của hen xấu đi sau khi xuất viện thì thấy là nhóm uh, sử dụng liệu pháp kết hợp SABA, SAMA thì ít có nguy cơ phải tái khám cấp cứu vì hen xấu đi sau khi xuất viện so với những cái đơn trị liệu, so với những nhóm bệnh nhân đơn trị liệu SABA và kết luận này đến từ cái việc mà phân tích năm nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên từ những cái năm 1996 cho tới những năm 2010 với số lượng bệnh nhân lên tới gần 1.200 bệnh nhân như vậy là liệu pháp kết hợp saba sama không chỉ đem lại cái hiệu quả lên cái việc giảm tỷ lệ nhập viện cho người bệnh uh, hen nặng ở phòng khám cấp cứu uh, cải thiện chức năng thông khí thể hiện thông qua FEV1 thông qua cải thiện lưu lượng đỉnh mà còn giúp cho bệnh nhân Uh, giảm cái nguy cơ phải tái khám lại vì sau khi xuất viện về cái nhu cầu những cái điều trị khác khi mà bệnh nhân hen nặng nhập viện tại những cái khoa cấp cứu thì uh, cái phân tích trên bốn cái nghiên cứu này để xem xem là những nhóm bệnh nhân mà sử dụng liệu pháp kết hợp so với nhóm bệnh nhân sử dụng đơn trị liệu thì nhóm nào có nhu cầu điều trị uh, phải bổ sung các cái điều trị khác thì thấy cả hai nhóm là không có sự khác biệt về cái nhu cầu bổ sung các điều trị khác khi mà à, cấp cứu khi mà xử lý hen xử trí cơn hen ở những cái bệnh, bệnh nhân này một cái phân tích tổng quan khác năm 2020 trên những cái đối tượng trẻ em nhập viện vì hen cấp thì lại đưa đến một số những cái điểm mà hơi khác hơn so với người lớn đó là không thấy rõ lợi ích khi điều trị Sapa, Sama liệu pháp kết hợp so với Sapa đơn trị liệu. Tức là gì? Không thấy có sự cải thiện về uh, lưu lượng đỉnh thông qua FEV1, uh, về chức năng hô hấp thông qua lưu lượng đỉnh với FEV1 và không thấy có sự cải thiện về tỷ lệ uh, nhập viện ở nhóm bệnh nhân trẻ em phải nhập viện vì hen cấp tuy nhiên cái phân tích tổng quan này chỉ quan sát thấy có cái uh, một trong những cái lợi ích khi mà kết hợp saba sama đó là uh, có thể giảm cái nguy cơ buồn nôn hay là run khi mà sử dụng cái Sapa đơn trị liệu phần trình bày của uh, bác sĩ Huyền uh, xin đưa lại một số các cái kết luận đó là đợt cấp hen phế quản thì thực sự là một trong những cái vấn đề mà phải hết sức là lưu ý vì có thể xảy ra ở bất cứ một cái bệnh nhân hen nào dù là đã kiểm soát hay chưa kiểm soát, dù là hen ở các cái bước nào đi chăng nữa đều có thể xảy ra hen cấp khi mà bệnh nhân uh, thường xuyên tiếp xúc phơi nhiễm với các cái yếu tố dễ gây ra những cái cơn hen cấp và đợt cấp của hen phế quản thực sự đem lại cái dẫn đến cái gánh nặng về uh, chi phí điều trị gia tăng, nguy cơ nhập viện tử vong và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh. Và việc quản lý uh, điều trị đợt cấp hen phế quản thì chúng ta phải uh, làm tuân thủ theo hướng dẫn của các cái hiệp hội uh, y tế trong nước và quốc tế đặc biệt là chúng ta đã có một cái hướng dẫn của Bộ y tế uh, xuất bản năm 2020 đã hướng dẫn chúng ta rất là cụ thể từng bước một xử lý khi mà có cơn hen cấp cho người bệnh ở từng tuyến y tế cơ sở Tuy nhiên cái việc mà chúng ta uh, làm tốt những cái hướng dẫn điều trị nhưng bệnh nhân uh, không được uh, tư vấn, không được giáo dục sức khỏe, không hiểu rõ về bệnh, không tuân thủ điều trị, không tối ưu hóa những cái sử dụng dụng cụ phun hít thì tất cả những cái yếu tố đó đều có thể làm cho bệnh nhân có thể khởi phát đợt cấp của hen phế quản bất cứ lúc nào. À, kết luận thứ hai đó là liệu pháp kết hợp sama sama được Gina cũng như là Bộ Y tế à, khuyến cáo sử dụng cho những cái bệnh nhân hen cấp mức độ trung bình và nặng do tác dụng hiệp đồng khi phối hợp hai cái hoạt chất này với nhau và hiệu quả của liệu pháp kết hợp đến từ cái việc mà cải thiện chức năng hô hấp thông qua FEV1 và lưu lượng đỉnh và giảm tỷ lệ nhập viện so với đơn trị liệu sa ba phần trình bày của em đến đây là hết xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đồng nghiệp và xin ý kiến của ý kiến cũng như là chia sẻ kinh nghiệm của quý vị đồng nghiệp ở các tuyến y tế cơ sở và các tuyến khác nữa em xin trân trọng cảm ơn ạ